trong cuộc đời phong ba cùng giữ lấy sắc son, vút đôi cánh bay những ngày tươi nắng lên, hạnh phúc ấy sẽ chung đôi cùng người. Ánh mắt anh là hy vọng, ta không ngại đời gian nan ngày bão tố xa băng. Hát lên đi anh những điều ta ước mơ, ngày mai đến sẽ hân hoan tiếng cười rộn vang. Hãy xiết tay em chung buồn vui khó khăn, ta không ngại đời gian nan ngày bão tố xa băng. Hát lên đi anh những điều ta ước mơ, ngày mai ấy sẽ chung đôi cùng người. Dạ em chào anh. Ủa sao giờ này cậu còn ở nhà tôi mà cậu chưa về? Dạ hồi nãy anh la em báo làm địa chỉ, em lo quá nên chạy qua kiểm tra máy vi tính, nhưng mà em thấy không có làm địa chỉ mà. Đúng là tôi đã làm địa chỉ, mà cái địa chỉ đó là do cậu cung cấp cho tôi. Cậu đã đẩy tôi vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy đấy. Xưa nay em làm việc rất là cẩn thận, anh biết mà. Em đã kiểm tra tất cả lịch đi của anh, em đã tìm hoài mà không thấy lịch đi sân khấu Thanh Vân. Thật là vô lý. Mà thôi bỏ qua đi, nếu không có chuyện gì làm thì cậu đi về đi. Dạ. Em biết hôm nay nhóm Mộc có hát ở sân khấu, không biết anh có xem không ạ? Có, tôi có xem rồi sau đó tôi đi về. Dạ vậy còn kế hoạch luyện tập của nhóm Mộc thì anh tính như thế nào ạ? Trước mắt thì cứ bố trí cho tôi có một cuộc hẹn với nhóm đi, rồi sau đó kế hoạch như thế nào thì tôi sẽ báo sau nha. Chán quá à. Ngày đầu vô showbiz á mà phải lựa chọn giữa lý trí và tình cảm rồi. Thì đó, em đã nói với mọi người rồi, sự nghiệp ca hát không thể cảm tính và chần chừ được đâu. Mới đầu em đã nói chọn chị Thúy Hạnh đi, mọi người cứ chần chờ. Thời buổi này thực tế sẽ thắng thế. Tụi em cũng đã chọn về học viện AB, nhưng mà không được. Bộ mấy người tưởng chỉ cần công nghệ kêu trời là nổi tiếng được hả? Nổi tiếng mà không có cá tính, không có chất thì cả đời cũng chỉ là ca sĩ làng nhàng hạng B mà thôi. Nói cái gì vậy? Ca sĩ hạng B nhưng mà có show hát dài dài còn hơn á là hàng lâm mà đối meo. Tụi nó không đúng hả? Thôi mấy đứa cứ giữ bình tĩnh, lúc này á mà xả xó nội bộ thì không hay chút nào. Tối hôm qua là buổi biểu diễn đầu tiên của tụi em, tụi em á phải giữ lại ký ức đẹp chứ. Đúng rồi đó mấy đứa, anh Oan đây nói đúng đó. Anh biết là tụi em đang lo lắng cái việc mà hàn gắn lại mối quan hệ với chị Thúy Hạnh và anh Thành Lộc. Cứ yên tâm đi, tụi anh đã có cách rồi. Bộ ông có cách chi hả? Ngúa ra cho mọi người nghe cua. Từ từ để tôi suy nghĩ. Tôi là người chứ đâu phải siêu nhân đâu. Tôi cũng đang bí muốn chết đây nè. Nói vậy để cho tụi nó đừng có nản. Hà quá, biết mình không phải là siêu nhân mà mạnh miệng quá vậy. Mấy em cứ yên chí đi, anh An á mà đã hứa rồi á thì anh An sẽ giúp hết mình luôn. Dạ. Dạ mọi chuyện á em nhờ các anh chị ạ. Cái gì vậy? Xúc miệng. Mày làm gì mày tập thể dục sớm gì mập? Cái này không phải là tập thể dục. Sao mày đổ mồ hôi tùm lum kìa? Tại tối hôm qua em không ngủ được. Vậy chứ gì nữa, mày đứng đây mày canh ổng mà mày ngủ là sáng nay tao đập đầu mày rồi. Em có một câu hỏi mà em bâng khuâng em không trả lời được. Cuối cùng thì một câu hỏi lớn không lời đáp,
cho tới bây giờ mặt vẫn trâu. Hả? Cái này gọi là giang hồ có học. Mày thằng mập, sáng sớm mày làm thơ với tao đó hả thằng mập? Mày điên không? Khùng không? Hả? Bây giờ có câu hỏi gì nói đi, anh hai trả lời cho. Cái gì anh hai trả lời cũng được. Em tự hỏi là cái này có phải gọi là bắt cóc không? Cái gì vậy đây ca? Cái gì vậy? Nó hỏi câu làm tao muốn tột huyết áp với nó luôn. Nè, tao nói cho mà nghe ha. Có bắt về có làm cái gì còn phải nói tao một tiếng để tối tao canh chứ. Tao đâu có bắt về đâu. Còn mày nữa, sáng sớm mày làm gì thấy gớm vậy? Cái mặt mày á, nhìn thấy ghê không? Bởi vì tao nói mày mới ngu á. Hôm qua nó phát hiện mặt mộc của tao rồi, hôm nay tao phải hóa trang chứ. Hóa trang đâu cần phải lố vậy, thấy gớm. Mà tao có bắt nó về đâu. Vậy chứ ai? Tao. Mày có ý kiến gì không? Thì không. Mà thôi đi, cái này đâu phải là mình bắt cóc. Cái này là mình mời ảnh về nhà mình tham quan nhà, nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng mấy bữa, có người bưng cơm, rót nước. Ừ. Bắt cái gì mà bắt? Chính xác á. Ừ. Con mặt móc, nó nói chính xác á. Cái này bây giờ mình tính vậy nè. Một ngày mình mời cơm bánh ba bún bữa. Rồi cơm bưng nước rót tận miệng. Để ảnh nghỉ tình. Mai mốt ảnh không có tố mình. Ha tụi bay ha. Ok vậy thôi bây giờ tụi mình đi ăn sáng đi, rồi kiếm đồ ăn về cho ảnh ăn ha. Ok đi. Ba bữa thôi nha, bốn bữa là hơn em á. Em lên không chịu đâu. Đi mày. Sáng sớm còn ngáy ngủ gì nữa cha. Đi. Theo tôi nghĩ á, cuộc chiến này không phải lý do là giành giật nhóm mộc đâu. Phải có nguyên nhân sâu xa nào đó. Đúng rồi đó. Đâu phải cứ khác nhau về quan điểm mới là ghét nhau đâu. Tôi nghĩ á, là còn cái gì bí ẩn ở đằng sau á. Phải. Mình phải tiếp cận hai người này. Mấy bữa nay á, tôi cũng tiếp cận và theo dõi mà đâu có thu được thông tin gì đâu. Ý của tôi á, không phải là theo dõi, mà là tìm cách để mà nói chuyện trực tiếp với họ. Như vậy mới rõ hơn. Ông nghĩ sao? Tôi tán thành ý kiến này. Tôi nghĩ cách đó khá là táo bạo. Không biết xác suất thành công là bao nhiêu, nhưng mà mình không còn cách nào tốt hơn. Vậy là nhất trí rồi ha. Đây là thông tin sở thích công việc của họ, những nơi họ thường đến, mọi người cũng đọc hết rồi. Bây giờ á, thì mình phải xem á, trong nhóm của mình ai có thế mạnh nào, lĩnh vực nào, để mà tiếp cận làm việc với hai người đó. Nè, mua cơ bắp giờ cứ nhận xét này rồi. Tôi á không biết tính toán gì hết á. Mọi người á tính toán chi á thì tính đi nghe. Cứ yên tâm đi. Mọi người ở đây á cái gì cũng có, chỉ có một cái là thiếu cơ bắp thôi. Trong gió thoảng tiếng hát mơ màng, dường như em đã lặng thầm qua đây dịu dàng tóc mây, nghe như lời ca thiết tha em đêm một chiều im nghe tóc hót khẽ mơ màng, buổi chiều mây trôi lững lờ lời ca bay trong làn gió. Chỉ mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm, phải chỉ mình dịu dàng tựa nụ hoa nở trong bình minh, phải chỉ mình mềm thật mềm và xuân sóng sóng.
xanh trong chiều, để mãi vần bay giữa bầu trời xanh, đắm say cùng gió với mây. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lặng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiết tha em đêm, một chiều im nghe tóc hát khẽ mơ màng. Buổi chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm, phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa nở trong bình minh, phải chi mình mềm thật mềm và xuân sóng xanh trong chiều, để mãi vần bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió với mây. Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm, phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa nở trong bình minh, phải chi mình mềm thật mềm và xuân sóng xanh trong chiều, để mãi vần bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió. Chị. Ủa, em chưa về nữa à? Dạ chưa. Chị ổn không chị? Chị không sao, em cứ về trước đi. Em cũng không biết nói gì hết trơn á. Nhưng mà nếu như mà chị buồn á thì chị cứ chia sẻ với em đi. Chứ chị em mình làm việc mà trong lòng cứ bất an, bồn chồn thì khó làm việc lắm chị. Có người đang nói chị là núp bóng nghệ thuật để trục lợi và kinh doanh. Chị ơi, chị đừng quan tâm dư luận nói gì hết chị. Có thể họ không hiểu hoặc là cố tình không hiểu để bóp méo sự thật. Nhưng mà em và các học viên á thì luôn luôn tin chị. Nhưng chị đang muốn chứng minh cho những người đang đả kích chị biết rằng chị đang đi con đường đúng. Bây giờ chị muốn nhờ em lên cho chị một bản kế hoạch chi tiết phát triển cho nhóm Mộc. Nhưng mà mình chưa có ký hợp đồng với nhóm Mộc thì mình làm kế hoạch làm gì chị? Không sao đâu, trong thời gian mà họ đang suy nghĩ, chị vẫn muốn phát triển giúp cho họ. Cái chị muốn ở đây là chứng minh cho họ thấy thực lực của mình. À, dạ, chào em. Dạ, chị. Rồi, đến rồi đấy dạ, hả? Chào chị. Chào chị. Dạ, em chào chị. Sao giờ các cô gái chàng trai? Sau buổi biểu diễn có thấy phấn chấn hơn không nào? Tụi em không có gì phải áy náy cả. Vì
Tụi em mà thầy cô xảy ra mâu thuẫn như vậy. Thực ra thì tụi em không có lỗi. Hôm đó thì tôi cũng hơi nóng nảy một chút nên cũng quá lời. Ủa, vậy là chị vẫn tạo cơ hội cho tụi em phải không chị? Dĩ nhiên rồi, tôi đã lên kế hoạch rồi mà, có muốn nghe không nào? Dạ muốn. Dạ, tụi em cũng rất là nôn nóng muốn biết à. Bây giờ như thế này nhá, để phát triển một nhóm hát hay một ca sĩ trên thị trường bây giờ đều cần phải có 4 điều kiện. Thứ nhất là phần nghe, thứ hai là phần nhìn, thứ ba là một chút may mắn, và thứ tư rất là quan trọng nữa, đấy là phải có 1 tỷ các chiêu trò. Và các em á, thì cũng được khá là mọi người chú ý đến sau cuộc thi Việt Nam Got Talent. Đấy là một khởi đầu rất là tốt mà không phải ai cũng có đâu đấy nhá. Chị ơi, về phần hát thì tụi em rất tự tin, nhưng mà về phần ngoại hình thì tụi em hơi lo lắng xí. Có gì đâu mà phải lo lắng nhỉ. Chị nghĩ là chị có thể thay đổi cho các em được. Yên tâm, tất cả các em, chị cũng đã có stylist để có thể giúp các em đẹp hơn, nhìn có phong cách hơn. Quan trọng nhất là dù có stylist như thế nào thì các em vẫn phải chính là các em, đúng không nào? Rồi, chị đã chuẩn bị, đây là tạo hình mới của các em nhé. Đây, anh chàng đeo kính của chị. Nè, Như Đoan. Cảm ơn chị. Của em. Dạ. Thư. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ê, đưa tôi coi của bà coi. Trời ơi, Như Đoan dễ thương như công chúa vậy. Em thắc mắc là hồi nãy chị nói là một tí chiêu trò. Là gì chị? Yên tâm, chị tự nên biết làm thế nào để không có lố. Cái chiêu trò ở đây đơn giản chỉ là gì? Chị biết cách làm thế nào để có thể nắm bắt được cơ hội và củng cố mối quan hệ của chị. Dạ, tụi em đã hiểu rồi. Thì không có thắc mắc gì nữa đâu chị. Rồi, chờ chị tí nhé. Ê, cho tôi mượn coi. Sao? Em vào đây đi em. Được quá ha. Rồi. Dạ, em chào chị. Em. Chào anh. Bây giờ chào mọi người. Em chào anh. Chị giới thiệu với các em. Đây là thư ký của chị. Chắc là các em đã gặp rồi. Như thế này, mặc dù là nhóm chưa ký hợp đồng với học viện của chúng ta, nhưng chị đặc cách cho nhóm sẽ được dùng phòng tập của các ca sĩ chủ chốt ở đây. Bây giờ em đưa các bạn lên phòng tập nhé. Dạ. Các bạn thấy chưa? Các bạn đã được giám đốc ưu tiên lắm đó. Thôi, còn bây giờ thì cố gắng nha. Phải cố gắng nhá. Dạ. Cố gắng tập luyện, cảm thấy thật là thoải mái. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị, tụi em đi. Chúc em có những buổi tập luyện tốt. Dạ. Đi. Hai em ơi, vô đây luôn. Đẹp quá. Xin giới thiệu với hai em. Đây là nhóm Mộc, nhóm hát mới của công ty. Sau này có gì thì giúp đỡ tụi nhỏ giùm anh hả? Dạ, thưa anh chị ạ, nhóm tụi em gồm có 6 thành viên ạ. Đây, bạn xinh xắn như công chúa đây là Như Đoan ạ. Dạ. Đây là anh Thư cá tính. Đây là Thái, Huy, dạ. Thành và em, dạ, Trường An. Em rất mong sự hỗ trợ và giúp đỡ của anh chị ạ. Dạ. Riết cái công ty này á, chả có ra thể thống gì hết á. Thôi đi bà, ganh tị với tài năng trẻ làm gì? Cái gì? Tài năng trẻ hả? Nói gì? Chỉ là một cái nhóm nhạc tự phát thôi mà. Bộ chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng là hay lắm hả? Ở Việt Nam mình á, một năm á, có biết bao nhiêu là cuộc thi. Nè, nhưng không có cuộc thi nào giống cuộc thi nào đâu ha. Còn bây giờ thì đi ra kia thay đồ. Nè, thôi bỏ đi. Không sao đâu. Không sao đâu. Kỳ vậy. Dạ. Ủa vậy có tập không vậy? Mấy đứa chuẩn bị vô tập nha. Mày thấy đó. Sao giờ? Thôi, làm lớn chuyện mất công lắm. Sao không làm lớn chuyện được chị? Tụi nó nói vậy, tụi nó có sợ mít lòng gì mình đâu. Thôi. Bực thiệt. Thôi, bỏ qua đi. Mình mà mới mà. Dạ, An nghe. Chào em, anh là trợ lý của Thành Lộc nè. Anh Thành Lộc nói là kêu anh gọi cho nhóm. Không biết là trưa nay nhóm có rảnh không qua nhà anh Thành Lộc. Dạ, được ạ. Dạ, vậy đầu giờ chiều tụi em sẽ qua ạ. Ok. Dạ. Ủa, ai vậy? Thư ký của chú Thành Lộc nói mình là đầu giờ chiều sẽ vậy qua bên nhà chú Thành Lộc. Ủa, vậy chú không có giận mình nữa không hả? Không biết. Nói chung là chú gọi thì cứ đi đi.
Vậy là chú Lộc không có dẫn tụi mình đâu. Thôi mình đi đi. Đi đi. This is so weird. Sexy house boy and hot girl. Let's go. Tiếp là những chuyện trong làng showbiz Việt. Scandal tin hot cứ nói tiếp liên miên. Sáng ra lên mạng vào mấy trang lá cải. Thế là có ngay bao nhiêu vụ đã riêng. Nào là clip xét của một nàng ca sĩ, nhưng mà nhờ đó nàng lại nổi thêm nha. Rồi sốc hơn nữa mấy người mẫu hoa hậu rủ nhau bán thân để đổi lấy đô la. Có sao đâu ai chẳng thích sành điệu. Sống không có tiền thì cặp đất mà ăn à. Nữ hoàng là y đã nói ra chân lý. Chân mày không dài thì đừng có mà lăng nhăng. Đua nhau khai hàng vì em đây dáng chuẩn. Suốt ngày mơ mộng tìm được một đại gia. Nào có ngờ đâu với phải chùm lừa đảo. Đổi lớp màu sơ lấy hết sạch tình tiền. Showbiz, showbiz, ôi là nát quá. Bao lời xem pha, rồi trả lời dài. Showbiz, showbiz, đâu là thật ra. Bao giờ bình yên, hết cơn cuồng điên. Còn có bao chàng lộ nguyên hình đồng tính, mà luôn vỗ ngực tự xưng mình chuẩn men. Thà cứ im miệng sống với giới tính thật. Đây thì muốn nổi nên phải cố bon chen. Đại ca chuẩn men. Nói bậy tao quýnh giật. Mày chứ dài hả? Dài thiệt ghê. Còn đó anh chuẩn bị ghẻ nha. Ai mày muốn như mày? Cho ăn đòn giờ. Nhiều chuyện quá mấy đứa. Tập trung đi. Cái xứng ca nhạc thì càng thêm loạn lạc. Toàn là thảm họa như bò rống mèo kêu. Đạo nhà hát chép đi đánh lừa khán giả. Công chúa hoàng tử mà sức được tung hô. Nói chung là em mắc lỗi vịt trên nổi. Ganh đua buồn ngại giật vai cướp chồng. Muốn đóng vai chính ok đem tình mà đánh đổi. Khuôn mặt em vẫn thánh thiện và môi hồng. Yeah. Showbiz, showbiz, ôi là ngạc quá. Bao lời xem pha, rồi trả lời dài. Showbiz, showbiz, đâu là thật ra. Bao giờ bình yên, hết cơn cuồng điên. Showbiz, showbiz, ôi là ngạc quá. Bao lời xem pha, rồi trả lời dài. Showbiz, showbiz, chẳng mang thật ra. Không ngày bình yên, vẫn mãi cuồng điên. Sao vậy đây ca? Tao không thích cái thế giới xe buýt này chút nào hết trơn. Lấy cái gì? Tao thích nói vậy đó được không? Tao thấy tụi nó cứ bóng bẩy, nhầy nhụ, nhớ nhớ làm sao á. Không ngon. Tao thấy phi vụ này không ngon. Thôi tao bỏ ý kiến là bỏ qua phi vụ này đi. Tại vì đại ca chưa biết đó thôi. Bức màn showbiz rất là rắc rối, bí ẩn. Nếu mà đại ca không hứng thú, em có thể thay đại ca chỉ huy cái phi vụ này. Đại ca thấy em nói gì được không? Bà có chắc là bà phá được tụi nó không? Tôi nói nè, thời gian này á là mình lo đi móc khoét, vừa nhẹ đầu vừa no bụng nữa ha đại ca. Nè, tao tính gì nè. Tạm thời mình chia nhóm mình nhỏ ra đi. Chia ra làm hai đội. Đội thứ nhất á là mày với lại thằng chân ghẻ. Hai đứa bay lo đi tìm chén cơm, nuôi cả nhóm. Còn mặt móc, mày sẽ làm tham vấn kế hoạch chống phá tụi biệt đội. Thân tàn sẽ là hỗ trợ, tao sẽ là chỉ huy. Ok. Dạ thưa anh, Nhớ Mộc đã đến. Vậy à? Dạ. Dạ thưa thầy, tụi con được thư ký báo là tới để gặp thầy ạ. Có một số đồ đạc cá nhân mà các em đã bỏ lại trong kỳ tập hôm trước. Tôi đã cho thư ký thu xếp gọn gàng cho các em rồi đó. Thầy ơi, chuyện lần trước thầy em giận tụi con sao thầy? Dạ đúng rồi thầy. Chuyện lần trước? Chuyện lần trước là chuyện gì? Sao lại phải giận? Dạ, tụi em chỉ muốn kiếm thật nhiều cái cơ hội cho tụi em thôi mà. Tụi em quan điểm là đi theo con đường nào thì cũng phải khổ luyện hết sức à.
Khổ luyện hả? Khổ luyện thì tốt thôi, nhưng mà sự khổ luyện của tôi á là sẽ giúp cho mỗi người có một cá tính, một cái chất riêng, thậm chí là dị biệt, không lẫn vào ai được. Mà đó gọi là dị biệt á, thì không phải ai cũng có thể tìm ra được cái vẻ đẹp của nó. Thầy ơi, tụi con muốn khổ luyện trở thành một ca sĩ chứ không phải là một thợ hát. Con cũng vậy á thầy. Thầy bỏ qua chuyện lần trước mà chấp nhận tụi con nha thầy. Tốt thôi, vì chúng ta có thể bắt đầu buổi tập đầu tiên từ ngày mai ha. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, chào thầy. Dạ, dạ, chào thầy. Ờ, Phương. Chào An. Phương ngồi đi. Anh đến lâu chưa? An cũng mới tới à? Phương khỏe không? Dạ xin lỗi, anh chị dùng gì? Cho chị à? Một ly cam giác. Dạ. Cảm ơn em. Sao rồi, Phương khỏe không? Phương vẫn vậy, còn An thì sao? Ờ, An cũng khỏe. Công việc của Phương sao rồi? Công việc của Phương vẫn ổn. Còn công việc của An thì sao? Biệt đội anh hùng của An giờ này thế nào rồi? Dĩ nhiên là biệt đội chuyên nghiệp thì luôn có những vụ hay ho rồi. Vậy hả? Kể cho Phương nghe coi. Tại vì biệt đội của An toàn những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, không khác gì phim trinh thám hết. Dạ em mời chị. Cảm ơn em. Cảm ơn. Phương nước đi. Hiện nay nhiệm vụ là giao hòa bình cho một cuộc chiến. Wow. Món hàng gì mà nghe trừu tượng quá vậy. Để anh kể Phương nghe nha. Tụi em làm gì sai chứ? Tụi em không làm gì mờ ám cả. Tụi em chỉ có thể giúp họ dùng một chút thủ thuật để lăng xê cho họ có được cơ hội để phát triển mà thôi. Bây giờ đất chật người đông, đâu có thể nào mà hữu xạ tự nhiên hương được. Rồi rồi rồi, tôi hiểu rồi. Mỗi người một quan điểm mà, cho nên em không thể nào bắt tôi phải suy nghĩ giống như em được. Em không thể hiểu được anh. Anh có tài năng, anh không chịu đào tạo, anh không chịu truyền lại cho người khác. Anh cứ luôn luôn giữ mình trong cái vỏ bọc, trong sự hãnh tín của mình. Như vậy thì được cái gì chứ? Phương biết không, hai người đó bây giờ nha, giống như là không đợi trời chung luôn á. Như vậy là hai người đó có mắc mớ từ trước. Còn nhóm Mộc chỉ là cái cớ phải không? Vậy An phải làm sao bây giờ? Không sao, kiểu gì thì An cũng có cách mà. Vậy thì Phương tham gia được không? Cái gì? Phương tham gia? An. An. An chỉ sợ là Phương không có thời gian thôi. Chứ Phương tham gia thì hoan nghênh nha. Nhưng mà Phương chỉ lo rằng là An phải hỏi các thành viên còn lại, bởi vì Phương chỉ sợ mọi người khó chịu. À, không sao đâu. Người mà quyết định chuyện này á là do An mà. Với lại An nghĩ á, có thêm một người, một tay, một chân, rồi thêm một cái đầu nữa, thì lúc nào công việc nó cũng như trôi chảy hơn chứ. Quyết định vậy nha. Ừ. Mong quéo ơi. Giữ em luôn bình yên, đón tương lai vào tay mình.
thời gian nắng ngày bão tố xa bằng. Hát lên đi anh những điều ta ước mơ, ngày mai đến sẽ hân hoan tiếng cười rộn vang. Hãy xiết tay em chung buồn vui khó khăn, ta không ngại đời gian nan ngày bão tố xa bằng. Hát lên đi anh những điều ta ước mơ, ngày mai ấy sẽ chung đôi cùng đời quá ha. Sáng đi uống cà phê một mình luôn, không rủ gì tôi cho nổi. Nè, chú nghe nè, có chuyện chi vui mà hút gió gì cho. Nè, mọi người tập trung vào đi, thông báo cho mọi người một tin tốt lành nè. Ha. Ê, có phở cái chuyện này là nó liên quan tới Thành Lộc và Thí Hạnh không? Cứ ngồi đi, rồi sẽ biết. Vậy để tăng cường cho nhân sự lần này nên tôi quyết định là rủ Phương vô tham gia cùng với mình. Cái gì? Ủa? Rang rứa rủ Phương sao ông tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của mọi người vậy? Thì bây giờ tôi mới nói nè. Ông quyết định xong rồi mới nói với nhóm, tôi không đồng ý. Tôi không chấp nhận biệt đội của mình có thêm người lạ. Cái gì? Phương mà là người lạ hả? Trời. Phương là... Là gì? Là cái gì? Nè, bà phản đối vô hiệu lực. Tôi là trưởng nhóm nên tôi có quyền quyết định. Ông muốn trở thành một người lãnh đạo độc tài chuyên quyền hả? Cái gì độc tài? Tôi nói đúng mà. Bổ sung người thì càng tốt, càng có cơ hội thành công hơn trong cái vụ này. Nè, đâu có gì cản trở trong công việc này đâu. Nhưng tôi không thích. Tôi đã nói là tôi không thích làm việc với người lạ. Nè, bà đừng có cảm tính như vậy nữa. Bà nên nhớ, có điều như ngày hôm nay là nhóm của mình cũng là do 5 người xa lạ tới thôi. Ông có biết mất bao lâu nhóm mình mới phối hợp được nhuần nhuyễn như vậy không? Thôi thôi, cho tụi con đi. Mấy người cứ gai nhau hù à. Tôi nghĩ á, bon đào có người lọa vào nhóm á thì tụi mình còn bỡ ngỡ một tí, nhưng mà có thêm người xinh đẹp như Phương thì công việc cần trôi chảy chứ làm sao ha. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, mình sẽ chia thành 3 nhóm, tìm cách tiếp cận với các bên. Cụ thể kế hoạch tác chiến này là sao? Tại sao phải chia thành 3 nhóm? Bây giờ như vậy, Tú á sẽ tiếp cận với Thành Lộc, tôi và Phương sẽ tìm hiểu Thiên Hạnh, Minh, Chí, Thảo thì tìm hiểu về nhóm Mộc. Nè, bé Thảo xinh đẹp thì sẽ dùng mỹ nhân kế đối với Trường Ngang để nắm tình hình của nhóm này nha. Thôi không chịu đâu, tự nhiên kêu em theo ổng à. Ông đó có chủng rô dê thấy ghét lắm, mà suốt ngày cứ lăn lê dĩa hè không à. Em là con gái chẳng lẽ cứ đi theo ổng suốt ngày sao? Nè bả mà, hưởng thụ cuộc sống á thì cũng có nam bảy cách lận. Bà thử lê loa với người ta một thời gian, biết đau á bà vô mấy cái chỗ đó, bà lỡ thích hơn mấy cái chỗ quán cà phê sang trọng này nọ đó. Không, tôi cũng phản đối. Tôi không thích làm bạn với Thành Lộc xong rồi lợi dụng cái tình bạn đó để mà phá án. Nè, đây là công việc chứ đâu có phải chơi đâu mà nói thích với lại không thích. Mà biết đâu sau phi vụ này bà lại có thêm một người bạn tài năng nữa thì sao? Tôi không cần. Bà Tú nè, nếu bà nghe này nè, theo Chí Thái chú Thành Lộc là một người nổi tiếng, có nhiều người muốn tiếp cận với chú mà đâu có được đâu. Huống chi bây giờ cả nhóm phân công công việc cho Tú. Tú hay quá rồi.
Nghe nè. Ủa, bà đang làm gì đó? Tôi đang nghĩ cách hóa trang thành anh trai của Tuấn Huy nè. Ừ, bà ghi lại số điện thoại của anh Tuấn Huy đi. Lẹ lẹ lên nha, nếu không trễ đó. Đơn giản mà, 30 giây. Ê. Ừ. Ủa ai vậy? Anh chứ ai, anh Út thôi nè. Thằng này mới có một năm mà. Ngồi đi. Sao nhìn anh thấy lạ quá vậy? Là cái gì? Có gì đâu lạ. Anh cạo đầu á. À, ông bà già thấy anh quậy quá cho nên là ông bả siết anh dữ quá. Anh mới giả bộ, anh buồn đi cạo đầu cho ông bà già thấy thương. Mà sao giọng nói của anh cũng khác quá vậy? Nói thiệt cái em dạo này xui xẻo dữ lắm. Sau vụ cạo đầu xong tự nhiên Diêm Amidan cái anh phải đi cắt Amidan. Giọng anh nó mới khao khao vậy nè. Ủa về dưỡng dưới quê khỏe không anh? Khỏe. Khỏe đấy à. Cho nên anh mới trốn lên đây thăm em nè. Trời ơi, anh em mình ngày xưa ở dưới quê cắt cỏ giữ bò chăn trâu vui biết bao nhiêu. Lớn lên cái nhà em chuyển lên thành phố sống. Rồi cái em dự thi Việt Nam Got Talent, em nổi tiếng gần gần luôn. Giờ gặp em khó dễ sợ luôn. Mà sau cái vụ Got Talent gặp lại em, em vẫn không thay đổi gì mấy ha. Dạ. Nhưng mà anh, anh thay đổi dữ. Anh thay đổi cái gì? Mà anh có thay đổi cũng đâu, đâu có sao đâu nè. Bởi vì sao? Bởi vì anh có thằng em như em. Một thằng em nghệ sĩ như vậy. Trời, cho nên mỗi ngày anh mở truyền hình anh coi. Rồi lên internet anh theo dõi. Cho nên từ từ anh thay đổi vậy mà. Nè, cái nhóm mộc tụi em nha, dạo này nổi tiếng ghê ha. Dạ. Rồi xong rồi gì dính tới Thành Lộc, Thúy Hạnh. Rồi sau khi xảy ra mâu thuẫn đó, tụi em lại nhờ cái nhóm biệt đội gì đó hỗ trợ tụi em phải không? Dạ, thì cái biệt đội đó giúp tụi em tham gia để hòa giải hai bên đó mà. Giảng hòa. Nhưng mà nhóm em vẫn chưa có ngã ngủ. Em thì em sợ ông Thành Lộc lắm rồi. Sao lại sợ ổng? Trời ơi, anh nghĩ hoài không ra ta. Lẽ ra ông Lộc đó nha, ông có được đám học trò mà tài năng như tụi em mà ổng lại gây khó dễ đến mức tụi em phải sợ vậy. Ổng biết nhìn người rồi. Vừa rồi á, có cái buổi giới thiệu ca sĩ mới của học viện AB đó, có phải là Thành Lộc tạo điều kiện cho tụi em không? Không dám đâu anh ơi. Không những tạo cơ hội á, mà còn ép tụi em phải lựa chọn nữa. Lựa chọn? Là sao? Là giữa ông ta và chị Thúy Hạnh đó. Dạ em mời anh nè. Cảm ơn em. Dạ. À, tức là giữa hai người đó buộc tôi phải lựa chọn một trong hai người. Dạ. Lựa chọn giữa hai người. Nói với em thì anh nghĩ không lẽ hai người đó không ưa nhau hả? Không những không ưa nhau thường đâu anh, mà còn không đội trời chung luôn đó. Không đội trời chung? Cái gì mà ghê vậy? Mới đây nè anh, trong chương trình ca hát của học viện đó, Thành Lộc và Thúy Hạnh gặp nhau, cãi nhau quá trời luôn. Tụi em chạy tới giảng hòa. Rồi anh biết chuyện gì xảy ra không? Là sao? Dạ mà không những họ không giảng hòa á, mà hai người còn bắt tụi em phải lựa chọn tại chỗ, Thành Lộc hoặc Thúy Hạnh. Không có được, nói chung là... Không được. Là sao có cái chuyện bắt tụi em lựa chọn tại chỗ được? Trời thần thánh hả? Nếu đúng là lựa chọn điều đó, có phải là về nhà mấy ngày sau mấy em suy nghĩ được? Sao bắt tụi em đứng trả lời ngay tại chỗ được? Đứng ngay giữa sân khấu đúng không? Dạ. Mới nghe em nói. Mà nếu như mà theo anh đó nha, buộc phải lựa chọn giữa Thúy Hạnh và Thành Lộc thì anh sẽ lựa chọn Thúy Hạnh. Đúng sao không? Thúy Hạnh thì dễ thương, phải không? Có bài bản hơn, có nguyên cái học viện đó. Nè, nếu mà tụi em theo Thúy Hạnh thì tụi em sẽ có cơ hội phát triển. Thì em cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà nhóm em thì mỗi người một ý anh ơi. Bởi vậy cũng không biết làm sao. Còn cái nhóm biệt đội,
Tụi nó nói là tụi nó hỗ trợ cho em mà, không không làm gì được à? Thì nhóm biệt đội cũng chỉ điều tra vòng vòng, nhưng mà em thấy cũng chưa làm gì được hết. Ừ, điều tra vòng vòng hả? Ơ, tới giờ em phải đi tập vũ đạo rồi. Trời, sao gấp vậy? Dạ, tới giờ rồi anh ơi, ở đó khó lắm. Trời ơi, nếu mà anh có về quê á, anh cho em hỏi thăm dì Dượng nha. Ờ, tội nghiệp em quá. Nè 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 nè, mai anh mới về, có gì em sống á, nói anh gọi em, hay là mình đi nhậu nha. Thôi anh đi nhậu gì? Trời ơi, thằng này nó không biết nhậu, thì anh nhậu mày uống nước suối được không? Vậy nha. Dạ, dạ, ừ. Chào anh. Bực rồi, bực lắm rồi. Tôi nói cho anh biết nha, hả? Mấy bữa nay á, tụi tôi hả, cho anh ăn cơm nước đầy đủ, tụi tôi có bỏ đói anh không? Đúng rồi đó. Tụi tôi hả, phải nhường nó phần ăn cho anh. Anh vừa phải thôi chứ, anh biết điều chứ. Rượu mời không muốn bây giờ khỏi uống rượu luôn nha. Ừ. Ê, xử nó coi. Để tao. Giờ muốn gì? Mấy người muốn gì? Mày muốn gì mày? Ê, không được làm bậy nha. Xử luôn đi. Thôi. Tụi bay. Bỏ đi anh hai, cái này là anh hai phải tránh ra. Để tụi em xử cho. Đúng. Bây giờ anh muốn sao? Thôi. Tụi này, sao tụi bay ngộ quá? Cất dao vô coi. Ừ. Con này. Mày bậy quá. Còn thằng này nữa, bỏ xuống coi. Bảo bảo lúng tùm la hết trơn. Đại ca nói đúng. Anh trai, không có gì đâu. Trời ơi coi nè, giờ anh hết rồi. Đó. Thôi, tụi nó hù vậy thôi, chứ không có gì hết á. Nhưng mà anh biết không, anh cứ cứng đầu vậy hoài, tụi nó nóng lần này kiềm chế được, lần sau kiềm chế được, tụi nó nổi nóng đợt nữa, em kiềm chế em có nổi đâu. Anh biết cái này là cái gì không? Mày thôi, từ từ. Giờ anh muốn gì? Thì đơn giản thôi. Anh hợp tác với tụi này, làm đại một bài báo đi nha. Nhưng mà tôi không có làm mấy cái bài nào mà làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nha. Tôi là nhà báo mà. Rồi rồi, biết anh là nhà báo. Với lại tụi tôi bắt anh làm bậy làm gì? Viết một bài bậy rồi đưa về tòa soạn, người ta cũng đâu có đăng. Đúng không? Đúng không tụi bay? Ừ. Đúng. Vậy bây giờ cho tôi mượn giấy viết đi. Thôi, giấy viết làm cái gì? Mắc công lại cởi trói nữa. Tụi bay, đưa điện thoại đây. Móc hàng ra. Trời ơi, cùng màu luôn nè. Bán cho tao đi. Đi âm. Yeah. We have the new game. Cho chúng mới. Let's go. Ô khóa quá rồi ta, mình có trò chơi mới. Xoay xoay bằng con nít làm cho chúng quay cuồng. Mặc gió bão mưa tuôn, mặc nắng nóng cát bụi, ngũ bẩn này luôn sẽ theo sát bước chân người. Mọi cơ quan tụi bay đề ra sẽ vào ngũ bẩn phát từ trong chân nước. Ta sẽ tung chiêu không hề bố trước cho tụi bay phát khóc mới thôi. Let's go. Còn cái thằng An khờ khạo ngu ngơ, làm sao sánh với anh đây được hả? Không có giỏ mà cứ đòi ra gió, tao chấp mày cả tứ chi luôn nha. Dù mày lì lợm, dù mày mưu mô, sao tụi bay qua mặt với tụi tao cho được. Ngũ bẩn này đã ra tay hành động, thì tụi bay có chạy thoát ở đằng chơi. Sống trên đời có trò để đùa chơi, thật sướng quá, ôi thật là sướng quá. Sống trên đời có trò để đùa chơi, thật sướng quá, ôi thật là sướng quá. Chơi cho vui sướng vô cùng, xoay mãi xoay vòng. Chơi cho vui sướng vô cùng, xoay mãi xoay mãi xoay mãi xoay mãi vòng. Dạ xin lỗi chú ạ. Chú ơi, chú cho con hỏi, chú lấy cuốn sách này ở đâu vậy chú? Ở đây. Nghĩ là còn có một cuốn thôi hả chú? Ừ, chắc vậy. Dạ rồi thôi, cảm ơn chú ạ. Có vẻ cô thích cái cuốn sách này lắm hả? Dạ, cuốn sách này thật ra rất là có ý nghĩa đối với cháu.
Cách đây mấy năm á, cháu có được đọc nó. Những tình cảm mất mát trong cuốn sách đó, nó cũng một phần nào chia sẻ được nỗi đau của cháu, cho nên cháu rất là quý nó. Quý đến như vậy mà sao để mất? Dạ không, cháu không có làm mất, mà tại vì nó vốn không thuộc của cháu. Hình như có vẻ như cô muốn tôi nhường lại cho cô cuốn sách này thì phải. Dạ, nếu mà có thể thì cháu cảm ơn nhiều lắm. Thôi được, tôi nhường cho cô. Thiệt hả chú? Ừ. Dạ, cảm ơn chú. Khó gì đâu. Cái cuốn sách này nè, từ trước có một bản dịch khác từ năm 1973 của một nữ dịch giả chuyển ngữ. Theo tôi thì tôi thấy nó duyên dáng và nó đầy nữ tính. Cái bản dịch đó thì nó sẽ hợp với cô hơn. Dạ. Chú. Ừ? Chú có cuốn sách đó hả chú? Chú có thể nào cho con mượn đọc ké được không chú? Dạ thôi. Con biết là xưa nay những người yêu sách á thì họ tối kỵ việc cho mượn sách, đặc biệt là sách cũ, sách quý và sách hiếm. Dạ thôi, cháu không làm phiền chú nữa. Xin phép chú. Khoan. Đây là địa chỉ nhà của tôi. Nếu như không có gì bất tiện, cô có thể đến đó, tôi sẽ cho cô mượn cái bản dịch để cô đọc. Tôi còn nhiều cuốn sách khác, đọc để mở mang kiến thức đó mà. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều lắm, hẹn gặp lại chú ạ. Cái này mình vẽ cái phông màu hồng thành màu tím đi chị. Tại vì ở ngoài cái logo nó màu tím ánh bạc thì màu tím nhũ bạc nó mới đẹp chị. Chị thấy sao? Màu tím vào chỗ này liệu có phù hợp không? Dạ. Alo. Alo. Rồi. Chị ơi, mình có hẹn không chị? Dạ, đúng rồi em. Ok. Chị là hai cái người mà liên hệ với mình hôm bữa, hôm nay họ tới. Đúng rồi, chị có hẹn họ. Em mời vô luôn nha. Ok. Mời anh chị vào. Dạ, chào chị ạ. Chào anh. Chào anh. Dạ, chào chị. Chào hai bạn. Sao hai bạn, có việc gì nào? Dạ, chúng em bên công ty Zing. Chúng em tới đây là muốn tìm một ca sĩ để trình bày một ca khúc trong mỗi cái mẫu quảng cáo mới của tụi em. Trước tiên thì tôi phải được biết rằng ca khúc đó của các bạn cho quảng cáo như thế nào, cái tính chất của cái đoạn quảng cáo ra làm sao. Và tôi cần cái bản demo trước, và sau đó tôi sẽ tìm một giọng ca phù hợp để có thể thu âm cho ca khúc đó. Theo như tụi em thấy thì nhóm một phù hợp với ca khúc này, cũng như là về chiến dịch truyền thông của sản phẩm tụi em làm lần này. Tôi cần biết là thời gian nào các bạn cần ghi âm, các bạn sử dụng ca khúc trong bao lâu. Tất cả những công việc này thư ký của tôi sẽ ghi lại những công việc của các bạn, và các bạn để lại địa chỉ email. Chúng tôi sẽ làm một bản báo giá chi tiết và gửi lại cho các bạn sau. Theo em thì trước đây em có đọc một cái tin nhỏ trên báo, có nói rằng là nhóm Mộc đã về đầu quân cho chị. Thì tụi em tới đây là muốn bàn về cái hợp đồng thôi. Nhưng em cũng hy vọng là bên chị sẽ tạo cơ hội cho bên em, vì em cũng muốn cái mẫu ca khúc này cho mẫu quảng cáo mới là nhóm Mộc thể hiện. Nãy giờ cũng như là giám đốc tôi đã trình bày, thì bên chúng tôi cần biết thời gian chính xác và bên các bạn dự án mà các bạn chạy. Bây giờ mình sẽ liên lạc những cái vấn đề để qua mail đi, rồi chúng tôi sẽ hợp đồng. Và hy vọng chúng ta sẽ phối hợp với nhau một cách vui vẻ ha. Các bạn cứ quyết định đi. Quyết định vậy nha. Chị, em có điện thoại. Ok em. Vậy ha, tôi xin phép. Dạ. Dạ. Thầy xuống kìa. Thầy xuống. Chào thầy ạ. Dạ, tụi em chào thầy. Bây giờ lần lượt từng người một sẽ lên trên phòng tập riêng với tôi ha. Ủa thầy, vậy mình có phải ghi chép gì không thầy? Không cần phải giấy tờ ghi chép gì hết, chỉ cần một cái giáo trình cũ rích này, tôi và các bạn là đủ. Nè, tôi muốn mỗi người các bạn hãy giữ bí mật riêng nội dung học này. Dạ. Bí mật á. Rồi, bây giờ ai xung phong lên trước nè. Tấn Quy đi. Thôi, anh đang đi. Dạ, em ráng lên nha anh. Lên đi anh. Lên đi. Chúc may mắn nha. Lượng sức nhẹ. Cố gắng nha.
Không biết sao nữa. Bởi vậy thôi rót nước đi. Xong rồi hả anh? Tiền cố lên nha. Lên đi kìa. Sao anh mệt lắm phải không? Sao anh mệt quá. Kìa xuống rồi kìa. Giờ tới ai? Thôi xin lỗi các bạn, công ty đang có một chút việc gấp. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn sau nhé. Dạ, vậy tụi em không làm phiền chị nữa, tụi em về ạ. Dạ, hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ ha. Dạ, dạ cứ như vậy làm việc dạ. ha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Em xin phép chị. Chào chị. Em chào chị. Chị, tình hình này là sao chị? Tại sao thông tin này lại lọt ra ngoài được? Bài báo hoàn toàn sai sự thật. Hôm đó em cũng có mặt, đúng không? Em biết là như vậy, nhưng mà bây giờ mình xử lý cái chuyện khủng hoảng thông tin này như thế nào hả chị? Chị, tình hình đang căng thẳng mà sao chị cứ im lặng hoài vậy? Chị nghĩ là chúng ta nên phải dùng đến luật sư thôi. Luật sư? Ngày đầu tiên mà tập như vậy là mệt lắm không? Dạ mệt. Mệt, dạ mệt lắm thôi. Dạ mệt. Nè. Dạ em chào anh, chào mấy đứa. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Dạ, chào. Dạ em có việc riêng muốn nói chuyện với anh một chút. À vậy hả? Dạ. Mấy đứa đi ra sau uống nước đi. Thầy làm chuyện riêng một chút. Dạ. 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 Con ngồi đi. Dạ. Dạ, mời anh xem. Dạ, không biết từ đâu mà sáng nay đồng loạt báo đưa tin. Nào là anh và Thúy Hạnh bị scandal, nào là không đội trời chung, rồi nào là giành ca sĩ. Những vụ này mình có lên tiếng không anh? Cách tốt nhất là im lặng. Càng lên tiếng càng ồn ào. Em không biết cái kẻ nào mà ở cuộc cãi giả đó ghi lại những việc không đâu ra đâu hết. This is so weak, sexy, hot boy and hot girl, let's go. Thiệt là nhiều chuyện trong làng showbiz Việt. Scandal tin hot cứ nối tiếp liên miên. Sáng ra lên mạng vào mấy trang lá cải, thế là có ngay bao nhiêu vụ đã ghiền. Nào là clip xét của một nàng ca sĩ, nhưng mà nhờ đó nàng lại nổi thêm nha. Rồi sống hơn nữa mấy người mẫu hoa hậu, rủ như bán thân để đổi lấy đô la. Có sao đâu ai chẳng thích sành điệu, sống không có tiền thì cặp đất mà ăn à. Nữ hoàng là y đã nói ra chân lý, chân mày không dài thì đừng có mà lăng nhăng. Đua nhau phải hàng vì em đây dán chuẩn, suốt ngày mơ mộng tìm được một đại gia. Nào có ngờ đâu với phải chùm lừa đảo, đổi lớp màu sô lấy hết sạch tình tiền. Xin mình chuẩn men, thà cứ im miệng sống với giới tính thật. Đây thì muốn nổi nên phải cố bon chen. Đại ca chuẩn men. Nói bậy tao quýnh giờ. Mày chứ dài hả? Dài thiệt ghê. Còn đỡ hơn chuẩn bị ghẻ nha. Ai mày muốn gì mày? Tròn đòn giờ. Nhiều chuyện quá mấy đứa, tập trung đi. Cái sinh ca nhạc thì càng thêm loạn lạc, toàn là thảm họa như bò rống mèo kêu. Đạo nhà hát chép đi đánh lừa khán giả, công chúa hoàng tử mà sức được tung hô. Nói chung là em
mà đánh đổi khuôn mặt em vẫn thánh thiện và môi hồng. Yeah.